Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Thì phần thứ 3 của chương trình bữa nay, tôi là bác sĩ Đương Linh Nhân Trần, bữa nay có bác sĩ Nguyễn Phúc. Tôi có một người đưa nói chuyện trên telephone. Xin ông lặp lại cái câu hỏi để cho mọi khán giả họ nghe em trả lời. Dạ, hồi nãy có nói với bác sĩ. Tức là ông bị COVID khoảng cỡ 1-2 năm trước không ạ? Dạ. Rồi sao với con COVID thì bị viêm cái dây dài. Vâng. Thì... Rồi sau đó thì lại bị cái khớp xương đó, hai bên hông với hai cái đầu gối. Tối nào mà khoảng chừng 10-12 giờ mấy là nó đau khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ vậy, rồi phải uống Tylenol vô, thì sau đó mấy tiếng đồng hồ nó mới bớt lại, mà nó bị cũng kéo dài lắm, nó cũng hơi lâu rồi. Nhưng mà ông nói là khi mà ban ngày không có bị đau nhức phải không ạ? Dạ, ban ngày nó có lẽ mình cử động hay sao đó, mà dạ. nó thấy nó không có đau nhức nhiều. À hả. Mà ban đêm ngủ yên thì thấy nó khó chịu lắm, nó ngủ không được. Tức là khi ở ban ngày, khi mà cử động, hoạt động thì không có thấy đau nhức, chỉ có khi buổi tối nằm yên một chỗ bắt đầu có cảm thấy đau nhức ê ẩm không ạ? Dạ, đúng rồi. Ok. Thì bác sĩ Dylan, cái này giống như là cái trường hợp nó gọi là arthritis, mà nó liên hệ với những người bị gọi là viral infection, bị cảm cúm. Cái chuyện này có xảy ra? Có thể. Không có nhiều, nhưng mà có thể xảy ra. Có thể, nhưng mà nói thật chứ chú đó, tôi không nghĩ tới vậy đâu chú. Tôi nghĩ cái này là phòng ngừa đó là chú bị COVID xong rồi chú bị phong thấp của người già, thành ra chú tưởng đó là nó vì cái COVID, chứ thật ra cái bệnh long COVID syndrome đó là nghĩa là mấy người mà họ bị COVID hơn một năm đó, mấy cái triệu chứng đó không phải là cái triệu chứng ít nhất là đau khớp xương chứ, thành ra tôi không nghĩ cái này là COVID đâu, nhưng mà có thể chưa nói là cái này là đau nhất khi mà ban ngày hoạt động lại không có đau, so mình có thể mình loại bỏ cái này, chắc có thể không có phải vì cái khớp nó bị mòn nó cạ, tại vì những người bị arthritis mà osteoarthritis khi mình hoạt động thì nó khó chịu nhiều hơn. It sounds like buổi tối nằm yên một chỗ nó mới đau ê ẩm. So cái này là giống như là như bác sĩ Dylan nói cũng đúng, là có thể là tại vì nó trùng vào nhau. À, tuổi tác, đau nhức, ê ẩm, nó có thể nó trùng vào cái thời gian bị, có thể bị COVID, có thể không phải bị COVID. Nhưng mà vậy nè, nếu mà bị đau nhức mà kinh niên như vậy á, thì maybe hỏi bác sĩ có thể cho cái thứ nào uống buổi tối, một cái loại mà để nó bớt đau nhức gân, cốt, gân chứ không phải khớp, để bớt gân và cơ bắp. Cái thuốc mà rất là thông dụng bây giờ nó gọi là gabapentin. Hay là Lyrica. Cái đó uống vô thì mỗi tối một viên thì nó giảm cho ê ẩm cái cơ bắp, cái gân của mình nhiều hơn. Chứ còn nếu ông nói ban ngày đi đứng mà không có vấn đề thì tôi nghĩ chắc không phải vì khớp xương nó bị mòn hay bị thoái hóa. À, bác sĩ à. Cái thuốc đó ban đêm uống là cái hiệu gì bác sĩ nói lại cho mình. Nó bắt đầu chê như con gà đó, là gabapentin. Dạ, thôi cảm ơn bác sĩ. Dạ, tại vì nghe trên đài nó nói khi mà bị cái con COVID á, rồi sau đó bị đau nhất á, là không biết có ảnh hưởng gì tới con COVID, thành ra hỏi cho nó chắc đi. Hiếm không? Hiếm lắm. Thì cảm ơn hai bác sĩ nhiều. Dạ, ông chị. Ông chị, cảm ơn. Vâng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, chào chú. Bye bye bác sĩ. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ, bác sĩ nghe được không? Được, nói lớn lên trên tôi nghe ha. Cho hỏi chút. Vừa rồi tôi bị tai nạn xe đó, tôi đang đi xe đạp rồi có xe hơi nó đụng tôi rồi bây giờ tôi rồi giờ cái chân bên trái của tôi á, từ ở chỗ cái bắp đùi lên cái mông nó bị đau, rồi xong rồi mỗi lần tôi đi vô nhà tôi bước lên cái thềm á, giống như nó bị kẹo cái gân gì đó, nó cúc, giống như bị cúc lên hay sao, nó làm đau dữ lắm, làm sao vậy bác sĩ? Nó đau ở cái mông của mình hả, hay là ở cái chân? Ở dưới chân á. Cái chân là bàn chân đó hả? Không, chỗ cái bắp đùi á. Cái bắp chuối đó hả? Nó đau hết hai bên hả? Bắp bên trái thôi. Cái bên mà chỗ bị đụng không phải không ạ?
cái bên bên trái đó. Lúc mà bị tai nạn đụng xe đó, nó gãy xương gì không chứ? Không, lúc lúc mà té là tôi té ngửa, phải té nằm ngửa đó. Không, nhưng mà lúc mà đụng xe đó, nó có gãy cái xương bên cái chân đó không? Hay không, là, không. Hay là không, nó đi được. Đứng lúc mà tôi đứng lên đi hơi cảnh nhắc một chút thôi à. Nó bị đụng bao nhiêu lâu rồi chú? Hôm bữa thứ ba. Ồ, dạ. Mới gần đây. đâu có phải vô nhà thương, đâu có chụp hình quang tuyến gì đó phải không? Không. Dạ. Tôi nghĩ cái này nó bị trật cái trong cái bắp chuối của mình đó, nó có một cái bắp thịt rất là bự. Cái bắp chuối đó là một cái bắp thịt, với lại nó có rất nhiều mấy cái gân và mấy cái dây thần kinh mà nó chạy qua cái bắp chuối đó. Thì tôi nghĩ đó, dạ, tôi nghĩ nó bị sưng cái bắp chuối, nó sưng mấy cái gân với lại mấy cái bắp thịt nữa. Thì cái này từ từ nó sẽ đỡ. Thường thường mấy người mà bị vậy đó thì tôi cho cái thuốc pomade boy, cái thuốc nó gọi là Voltaren gel. Xong rồi tối tôi cho một cái thuốc uống đặng nó gọi là muscle relax, là nó làm mấy cái bắp thịt giãn ra đặng mình thoải mái, đặng mình nó không có đau, mình ngủ được. Ban ngày cái thuốc dầu nó gọi là Voltaren. Cái này đó chú có bác sĩ gia đình không chú? Cái kem này, cái kem đó bác sĩ gia đình phải ghi cho chú cái toa để mua được cái thuốc này. Cái thuốc nó gọi là Voltaren. Chỉ cần cắt nghĩa cho bác sĩ gia đình của chú đó là cái thuốc pomade boy đặng nó giảm sưng, giảm đau, là ổng sẽ biết cái thuốc đó thuốc gì. Cái thuốc thứ nhì đó. Giảm sưng rồi cho mình đau buổi tối đúng không? Đúng rồi, không. Cái đó là ban ngày. Cái thuốc pomade Voltaren đó thì mình bôi sáng và tối. Còn cái thuốc kia đó là cái thuốc nó gọi là baclofen. Baclofen đó, cái thuốc đó thì mình uống tối thì nó sẽ làm buồn ngủ, nhưng mà nó sẽ giúp mình ngủ là tại nó sẽ làm cái bắp thịt giãn ra. Mỹ nó gọi là muscle relaxing, là làm bắp thịt không có co lại, đặng mình ngủ thoải mái. Đó là một thuốc nữa. Và cái thuốc thứ ba đó là ban ngày nếu mà nó đau đó thì mình có thể uống mấy cái thuốc giống như là Tylenol hay là Advil. Còn nếu mà bị bệnh thận mà bị bao tử đó thì nên uống Tylenol. Còn nếu mà bị bệnh gan thì uống ibuprofen. Như là muscle relax không có thể. Đúng rồi, muscle relax. Dạ, yeah, muscle relaxant. Muscle relax cái đó uống buổi tối hay là ban ngày được bác sĩ? Uống nếu mà không đi làm đó thì có thể uống ban ngày được, là tại nó sẽ làm mình buồn ngủ. Nhưng mà nếu mình uống cái lượng thấp xuống đó, giống như là cái thuốc baclofen mà mình uống cái lượng 5 thôi đó, 5 mg đó, thì mình có thể uống nguyên ngày được. Mình có thể uống 4-5 lần một ngày. Còn nếu mình uống cái lượng nặng giống như là 20 đó thì mình phải uống tối, tại nó sẽ làm mình buồn ngủ. Nhưng mà nếu chú không có đi làm đó thì chú uống cái lượng nặng 10 cũng được ban ngày. Uống nặng có được không? Ban ngày uống 10 mg được không? Được. Chú uống thử 5 hay là 10 thử coi nó có làm buồn ngủ. Nếu mà chú uống 10 mà không làm buồn ngủ đó thì chú uống 10 ban ngày, một ngày 3 lần. Mà chỗ bắp vế nó có bị bầm tím gì không? Không có bị bầm, mà lúc mà bước lên đi vô nhà vậy rồi đó, cái nó giống như nó bị cúc lên vậy đó, nó làm đau chỗ lúc. Okay. Dạ. Cái này dễ hiểu lắm chú. Lúc mà chú bị đụng đó, cái cơ thể của chú đó nó gồng lên rất là mạnh, đặng nó bảo vệ chú đó. Thà lúc mà nó gồng lên đó thì nó bị trật lại. Rất là dễ hiểu. Dạ. Thành ra ba loại thuốc pomade boy một ngày 2 lần, cái thuốc baclofen có thể uống nếu mà cái lượng thấp có thể uống một ngày 3 lần. Còn hay là uống tối, xong uống thêm cho tôi Tylenol hay là ibuprofen. Cái cách là bác sĩ tôi có cái kem thuốc này nè. Tôi đề là 7 miriam phần trăm là thuốc đó chắc là kem không bác sĩ? Cái đó chú phải đọc cho tôi cái tên tôi mới biết được chứ. À vậy hả? Dạ. Thế nên chú có hỏi bác sĩ gia đình của tôi chứ không? Cái này không có gì quan, cái này không gì khó hết chứ. Cái này rất là dễ trị. Nếu mà còn đi được chắc là chân chưa có bị xương chưa có bị gãy. Cái này dài ngày. Từ từ nó sẽ đỡ chứ. Từ từ nó sẽ đỡ.
Dạ. Được đưa cho đỡ hả? Dạ, dạ, đừng có lo ha. Okay. Dạ, cảm ơn chú. À, dạ, dạ, dạ. Kính chào chú nha. Dạ. Hello, à, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ, dạ, chào chú. Chú có hỏi đi chú. Xin chào hai bác sĩ. Dạ. Chào ông. Tôi là tên là Long. Dạ, chào chú Long. Hôm nay tôi 78 tuổi. Dạ. Dạ, chú có hỏi. Tôi có cái triệu chứng là đi ngủ đêm đầu gối bên phải tôi nó bị đau nhức mà nó lại nóng lên. Nhưng mà ban ngày thì nó lại không thấy đau. Tôi thấy là rất là kỳ, mà chỉ có ban đêm đi ngủ đầu gối bên phải của tôi nó đau nhức mà lại nóng lên chỗ đầu gối. Ban ngày của tôi thì lại nó lại bình thường. Thì không hiểu nó là cái triệu chứng gì ạ. Dạ, chắc sư phụ take this one. Nhưng mà hỏi về cái ban ngày thì đi đứng hoạt động bình thường chứ không ạ? Dạ vâng. Mà co giãn như co chân vô có vấn đề có đau gì không ạ? Dạ, buổi sáng tôi dậy thì tôi co chân lên và duỗi chân ra thì ở cái cổ tôi nó cứ cục. Mỗi một lần duỗi ra thì ở trên cổ tôi có cảm giác ở đấy nó cứ kêu cục. Cái đầu gối đó phải không ạ? Vâng. Kêu là cả... kêu chỗ cổ. Vâng. Duỗi ra co vào, duỗi ra chỉ co vào thì nó lại cứ kêu ở chỗ cổ cục. Vâng. Cái kêu cục cục thì nói thật, nó gọi là crepitus, tức là cái đầu gối của mình khi mình lớn tuổi, cái sụn nó không có được nhẵn nhụi thẳng như hồi xưa nữa, nó mòn tí, mòn chỗ này, mòn chỗ kia. Rồi xương nó không có được thẳng thắn nữa, nó cũng có gai, nó cạ nhau thì nghe lịch kịch thôi. Nhưng mà cái đó thường thường nó không có gây cái triệu chứng làm cho người ta đau nhiều. À, nhưng mà chú nói là chỉ có ban đêm khi ngủ thì cái đầu gối thì nó nóng mà nó sưng lên, mà nó ngó thấy nó thực sự nó sưng lên phải không? Hay là nó cảm giác như nó bị sưng? Nhưng mà nó đau. Đau. Nó nóng lên nhưng mình có cảm giác là cái đầu gối rất là nóng, riêng chỉ cái đầu gối rất là nóng. Ông đâu có bị tiểu đường gì đâu phải không ạ? Dạ có tiểu đường. Bao nhiêu năm rồi? Vâng. Dạ 40 năm ạ. Không, tiểu đường 40 năm rồi hả? Vâng. Mà nó nóng rồi nó có bị tê tê nào đần hay là nóng ở đâu? Dạ không. Nó không bị gì nhưng mà ban ngày thì nó lại không có cái triệu chứng nóng và đau như thế. Nhưng mà ban ngày đi thì cái chân nó không phải là theo ý muốn mình tập. Nó không nghe lời mình. Cái chân nó là như vậy. Vâng. Xin nghĩ cái này có thể là tại vì bệnh tiểu đường chứ hả? Có thể chú chờ một tí nha. Tôi phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại mà bảo trợ cho chương trình này. Thì mình sẽ nói chuyện off air ha. Okay. Vâng.